먹어본다. 예, 안녕하세요. 예, 예, 어서 오세요. 오셨어요? 오, 뭐 탔네. 응. 얼마는? 네, 뭐 민비만 영어만. 응. giống cá thế này. Ồ, cái con nó con mực hả? Cái con trắng trắng người như này, mực đúng không? Không phải. Con kia miền Nam là con chứ. Ui, ba miếng đi 2.000 trồng rồi. Trời ơi, sao mà nó to thế này đi mẹ. Thức ăn chợ liên to lắm. Ở đây ăn đi đâu không? Tôi đi qua đây hả? Đang anh biết chỗ mua đi rồi, chỗ mua chưa đi tại chồng. Mình qua sang nhánh khác rồi. To dễ mà ăn. Đi đi đi. Tôi thấy cái biển đầm đầm như vậy đi rồi á, hướng khác vậy. Hướng khác. Cái biển tủ. Tới giờ đi lại quẹt qua nè. Biết hả? Ừ, biết không? Biết. Biết rồi. Bobby kêu rồi, đi rồi con. Này cái cá đi họ phơi khô á chồng. Cái cá mà bữa hôm trước mình nướng ăn á, mình chiên ăn mà trừ họ phơi khô á. Ôi. Ôi là mẹ đi mắm giống mình rồi kìa. Họ có cái quay 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 ấy kìa, với là họ sập á. Đó, họ quay đó là không có rùi với con. Nhưng mà do đấy sạch, sạch sẽ chồng. Họ giữ vệ sinh sạch sẽ kìa. Tự nhiên có cái hàng hải sản nổi lên chứ ta. Ui, mà mèo. Thank you.
hành họ làm sạch sẵn. Ba đô. Đường đi vô phía bên kia. Bên. Ủa cuối cùng anh vứt cái hộp đào ở đâu đó chồng? Cái mày định đem về trồng à? Trồng chi cha, nhưng mà mày không biết mày bị vứt ở đâu mày hỏi thôi mà. Về về trồng đó. Ở đây có bán da nè, chồng có mua da không? Hỏi thôi. Chỉ sợ hành tím này to kinh cho anh chị. Nó to bằng hành tây luôn. Thôi phép đi quay lại con. Chỉ sợ trừ vẫn đóng cửa hết trơn này. Thế Ủa thì đi xem hả? Chứ con ưng ra, con ở lại đây luôn hả? Con ở lại đây thì ok, cho ở lại đây. Kiểu như đi chợ băng quanh đó. Giá mình ngang ngang chợ băng quanh hả? Có bán nhiều đồ hơn đúng không? Mua mà ngày đi trời cũng mát nữa. Chứ không là có một con khỉ xuất hiện. Thì với lại có mua đồ cho hắn mà. Ủa mày mua cho VIP đầu tiên rồi còn ứng gì?